Vẽ tranh không khó như bạn nghĩ. Đầu tiên là phải đi tìm một vài màu cơ bản cái đã. Ai thích xài màu thoải mái thì có thể mở sáp họa cũ giống như tôi nha. Giờ phải tìm thêm một cái bút như thế này nữa. Có thể là dùng thêm giấy hoặc là cái khung canvas như thế này cho nó đẹp nha. Tiếp tục hãy chấm màu vào đầu bút như thế này. Bây giờ thì hãy bắt đầu xoa tá lả mình. Xoa xoa xoa. Ew, trông nó giống như... Tiếp tục xoa xoa xoa. Vẽ bất kỳ màu gì mà bạn muốn và xoa tự do sáng tạo theo ý của bạn nha. Ê, tính ra vẽ tranh nhàn ghê luôn á. Wow, cũng đẹp phết đó nhờ. Nhưng mà chưa xong đâu. Lấy thêm một cái bút lông màu đen, vẽ các nét tự do hoàng ta la bằng theo ý sáng tạo của bạn. Đó, thế là xong. Ê, đẹp nha. Bức này mà mang chân ở nhà vệ sinh là tưởng cháu của Picasso vẽ không đó trời. Duyệt, đã bảo rồi, vẽ không khó,